xa, vậy lại mình bị cái chân mình bị bệnh nên mình muốn đi xa được. Bây giờ mình thử cái nhà hàng Black Angus Steakhouse nha. Cái nhà hàng này nó cũng rất là nhiều, mở được cũng rất là lâu rồi. Mà mình nghe mọi người bạn bè đều nói nhiều lắm nhưng mà mình chưa đi ăn. Mà hôm nay thì thôi, nó gần nhà mình quyết định đến đây mình ăn thử để thử cái cả nhà cùng thử với mình coi có ngon hay không nha. Cho nên mình cũng chưa biết nó ngon hay dở, nhưng mà nó đặc biệt là nó có steak rất là ngon, là cái dạng của gọi là quality salons của USDA á, cho nên nó rất là ngon, cho nên mình sẽ ăn thử nha. Thử xem sao. I'll be right with you too, okay? Thank you. Cái nhà hàng này 55 năm lịch sử, từ năm 1964. How are you two doing over here? Very good. Perfect. My name's Maria. I'll be taking care of both of you. Can I get any drinks going? Oh, may I have one Bud Light, please? Bud Light. A Bud Light? Uh-huh. The rock beer. 16 yeah, or 25? Yeah, 16, please. 16. Okay. Can I see your ID real quick? Sure. Okay. Are they buying steak? Hay là muốn ăn chicken? Hay... No, no chicken. Em không thích chicken. Ăn steak. Pick and see like okay, I'm gonna steak for bữa nay không có đem theo, quên theo theo mắt kiến rồi cả nhà, cho nên không có thấy đường thì mình cận nên mình không có đọc được. Yeah, lại có rib eye steak, three kip, top salon, center out, season correctly, top salon. Filet mignon center cut, mushroom, blue filet mignon, New York strip. Anh em có cho anh. Ok, chill. Happy holiday. Ok, mình chọn cái món start món khai vị á, mình chọn cái baked spinach and artichoke dip. Món artichoke là món artichoke chiên. Nó nướng nên nó chiên cho mình không biết nha. Real là nướng. Baked là nướng. Nướng. Còn món chính thì mình chọn món rib eye steak. Sao bạn thấy rib eye steak? Mình sẽ ăn thử steak and see. Hoặc là tất nhiên là vừa có steak, vừa có đồ vị rất là thơm. Thì nó có rất là cái hai ba thịt để mình chọn. Có một là mình lấy cái rib eye, hoặc là mình lấy cái filet mignon, hoặc là mình lấy cái prime rib. Bây giờ mình đang suy nghĩ đợi cái cô này ra xong mình sẽ chọn cái món thịt. Và mình sẽ, trong cái phần của mình nó sẽ có là hai cái lớp thịt heo, là king's lớp thịt heo, là cái bùi của thằng lớp thịt heo. Cho nên mình sẽ ăn thử nha. Chắc nghĩ là cái filet mignon thì cũng thường, hay là lấy cái prime rib đi. Bữa nay lấy cái prime rib đi. Okay. Đi chỗ nào cũng lấy filet mignon ngoài, cho nên ăn prime rib. Prime rib bữa mình cũng ăn á, ở trên tiệm trên Hollywood á. Nói chung thì ba cái loại thịt này thì là thịt baked artichoke. The spinach and artichoke dip or the artichokes? Artichokes and artichokes, okay? Yes. And no, he want the artichoke, spinach and artichoke dip, right? Or what? Yes, one? Okay. Baked spinach and artichoke, both of them. Sorry, what? Both of them, baked artichoke and so the spinach and both of them? Okay. Okay, perfect. And the main thing is may have one ribeye steak. One ribeye? What size? Oh, they have How do you like that prepared? Oh, medium, please. Medium, okay. May have 16 now, please. Okay.
And then what would you like as your two sides? Two sides? Yeah, sit. I sit in now. Yeah. Oh, this. Oh, I forgot this one. Yeah. May I have one? Mashed potato. Mashed potatoes. Okay. And green salad. What kind of dressing? Italian. I have vinaigrette, which is close. Is that okay? Yes. Sir. Okay. And for you, Beth? Okay. For me, I want to try steak and soup. Okay. So I want this hard for me to pick between. Okay. Let me get the filet mignon. The filet. Okay. Yeah. But the you want to get the, I think the 6 ounce better, or you want the big one? You want to say up to you. Okay. Yeah, sit down. Yeah, and the twin lobster. Yeah. And the lobsters. Okay. How would you like your fillet prepared? I want a medium. Medium? Yeah. Medium. Okay. Yeah, uh-huh. And for your two sides? Okay, two sides. Because I don't wear my glasses, so I cannot see it. I have green beans, broccoli, mashed potatoes, or garden potatoes, French fries, rice. So let me try fan pie. Okay. You have the sweet potato pie or? I don't. You don't? Okay, okay. Let me get the fan pies. French fries, you get one more side. One more side. Get me that my fat green beans. Green beans? Uh-huh. Okay. Perfect. Okay. Would anybody like to add any sauteed mushrooms or onions on the side or on top for a little bit extra tonight? No. Yeah. It's okay. Let me see. Okay. Yeah, perfect. Thank you. Grab cho thêm món bánh mì nhà hàng nào về Mỹ nó cũng có thêm cái món này. Bánh mì này á là ai mà thích á thì ăn, nhưng mà chắc là mình là không thích lắm rồi. Bánh mì thì mình không thích gạo lứt á, cái gạo này kiểu như là rau rai á, để ăn kiểu như ăn chiên, ăn đây rồi sức mà, cho nên thì chị không có hảo lắm đâu. Ăn cũng được lắm, nó ngọt ngọt. Nó ngọt ngọt mà mình cảm thấy bơ nó ăn cũng lạ hơn. Nóng, rất là nóng luôn. Đặc sản. Nói chung á, ở một nhà hàng á, cho mình ăn cái khai vị khác nhau, cho nên mình cứ ăn thử thôi. Thích hay không thích là tùy mỗi người ha. Được. Ở phía trên này á, nhưng mà cái sốt nó không có ngon. Là ô mên. Là hoặc nhiều hơn là tăng. Ô mên là gọi là sụt đắt. Hạnh nhân. Hạnh nhân. Cái này nó không ngon mà. Cái bơ chấm của nó không có ngon mà, của thằng Lucio siêu nó ngon thôi. Cái này chẳng qua là cái bơ bình thường thôi, mà họ đánh lên thôi. Nó cũng có cái gì đặc biệt, không phải bình thường. Bánh dao chấm đó thầy. Chấm thôi. Nên lành rồi. Lát tới ăn là mình cứ gì ăn. Quầy ba có nhiều cái tivi mà ai có thể thao ra ngồi ngồi ăn uống rồi uống bia rồi thể thao. Mỗi món steak nó có 220 món đi theo nữa.
má quất một đĩa tỏi chản. Cái này là cái salad bình thường thôi ha, là nó đi chung với lại rau bình thường thôi. Salad với cái nước dressing đó, cái nước dressing, cái nước salad trộn á, thì mình có thể bỏ bất cứ loại nào mình thích. Nói chung là nó trộn bình thường thôi chứ không có gì là đặc sắc đâu. Okay,
cái hình. Sorry nha, chụp hình trước rồi xuống nữa rồi giới thiệu rồi. Bây giờ thấy cái dĩa của mình chưa? Có fan file nè, có lớp thịt sao hai cái nè, cái này gọi là thường dùng cái filet mignon.
Thử cây của anh chưa? Dạ. Chị sẽ thử cái dĩa này trước cho chồng xem nha. Dạ. Cái dĩa của mình nhỏ con mà mình con là bự phải không? Đây. Đây là miếng stick. Miếng này là beef rib eyes nha. Beef rib eyes. Nó là cũng ok rồi. Nhưng mà thì cũng có chút xíu muối, một chút xíu tiêu thì mình ăn nó sẽ nó mềm lắm. Và nó rất là mềm luôn á. Họ nấu cũng vừa tới. Nhìn nè, cái độ chín nó không có quá chín mà nó cũng không có quá sống nên mình ăn được ha. Nó để vô đó. Nó mềm mà nó ngọt. Ở trước ngân hàng này lắm. Họ nói cái thịt này á là chỉ có thịt nhìn giống như con bò non á. Con bò non á, khoảng có nó rất là ngọt. Không thích. Đây, tôi sẽ thử cái món này nha. Thằng này bự quá vậy. Anh nhà thấy cái gì của mình hấp dẫn hơn nhiều phải không? À, lâu lâu mình mới tới thì mình phải ăn cho nó thật thử ngon ha. Cái này á, thì là filet mignon mà mình phải chấm với bơ ha. Đây mình chấm thật bơ á, đây một phần mình chấm với lót tờ nè. Thịt mềm lắm, thịt mềm mà ngọt lắm, nó không có gai. Mình thử miếng nữa nha. Họ nấu rất là good. Mình gọi là medium là chín vừa thôi. Nhưng mà họ nấu rất là good. Không có giống như chỗ, có nhiều chỗ mình gọi là medium nhưng mà đi ra nó vẫn còn chảy máu rất là đỏ đó. Mình ăn cái này. Thế là vừa vặn luôn. Mình sẽ thử một cọng đậu que nha. Cái này đậu que đơn giản lắm. Thôi cái luộc lên thôi. Nó ăn rất là ngọt. Rất là ngọt. Đây là chị thử cái lớp thịt nha. Trong cái con lớp tờ á, mình thích muốn ăn cái đuôi của nó. Vậy cái đuôi của nó là cái đuôi này, cái ngon nhất. Thịt nó sẽ dài, nó ngon hơn. Cái này không thích ăn được cái đầu như thế mình. Thì chỉ ăn cái đuôi thôi nha. Thường thường ở bên đây á, người ta ăn cái lớp thịt khô này người ta hay chấm hay chấm với bơ lắm. Cho nên người ta sẽ làm sẵn cái miếng bơ nè. Rồi mình chấm thử. Nhưng mà nếu mà người nào mà không thích ăn béo quá đó thì không nên chấm. Đối với Tuyền á, thì Tuyền không thích chấm đâu. Tuyền chỉ thích ăn không như vậy để mình hưởng được cái vị bơ của nó. Nó miệng dày rồi. Thịt rất là ngọt. Ngon. Ăn được. Mình để cái chậm mâm. Còn cái này thì không có gì đặc sản hết. Mình nữa nó làm không có giòn hết. Cái mềm hơi chiên nhỏ thôi. Cho nên không có gì ngon ra. Không phải cái lượng hết. Chỉ là thịt. Thịt chỉ là tôm mới nó ngon. Thịt với tôm mới ngon. Ăn cái này uống với rượu đỏ nè. Rồi, để Tuyền tiếp tục ăn xong một bữa dinner này nha. Thank you cả nhà. Thấy mình ăn nhiều không? Bữa nay mình ăn hết hai cái đuôi tôm rồi, hai cái đuôi lót tờ rồi.
cấm lạnh. Tức là của cũng làm chuyên về steak đó, em thấy nhà hàng này ngon hơn. Steak ngon hơn. Chắc là dạng bình dân hơn. Cái này thì giống như bắt hình tốt. Nó không ngoại giống như cái kiểu phong cách của nó thì nó kiểu như một bậc. Hơn là chứ là chắc là chỉ cho những người ăn lên chưa bình thường thì nó cũng không có cái gì đặc sắc nữa. Nó cũng có tức này nọ. Nhưng mà chứ là không có nổi tiếng. Chỉ là bò cơm bình dân thôi. Còn nói chung á, nhà hàng Mỹ á, everything tasting okay? Yeah, nhà hàng Mỹ á, thì nhà hàng nào cũng hầu như là về steak như rất là thơm. Cho nên mình ăn nói chung cũng hơi giống nhau ha. Chứ không giống như là hương vị Việt Nam. Việt Nam thì mỗi đầu bếp nấu nêm nếm khác nhau. Nói chung một steak thì chả có gì nếm á. Ăn thôi là cục steak đó nó ngon hay không, nó quality hay là con bò nó như thế nào thì mình mới biết được thôi. Chứ còn cách nêm nếm thì nói chung là nó cũng hầu như giống như nhau nha cả nhà. Cái đó là cách mình phân biệt. Tại thường thường mình nấu thịt bò nên nướng cũng quan trọng. Nêm nếm thì giống giống nhau, nên nướng quan trọng. Thịt bò để lấy cấp nướng. Nướng cà mì lục gà nhắc. Nướng thì khô quá nướng thôi. Khi bắt đầu tè nhắc lên. Come on, try some french fries. It's okay. Không có gì đặc biệt hết. Có ăn chung thì nó đỡ ngán. Ăn xong cái sáng mới dậy tập thể dục một chút. Nó quá. Cả nhà coi mình ăn rồi. Nó chạy đi. Giờ gym tập một chút. Mình ăn. Có ăn xong ngủ. Tức một chất. Mình ăn xong rồi mình chạy mình ngủ. You lucky you can go gym. I cannot. Here we go. Thank you. You're welcome. Mình ăn hết luôn à cả nhà. Thấy giỏi không? Mình thua. Ăn không nổi nữa. Chút nữa mang về. Mà mình không ăn cái này. Mang về. Tại cái này nó mang không. Mang về. Mang về nhà sáng ăn. Tại mình ăn xong cái món kia rồi á, món này cũng ok nè. Mọi người thấy nó lạ không? Bên đây nó tự nhiên đó. Mình đâu ăn quá hết cái việc mang về, mà ăn tiếp. Chứ không phải giống bên Việt Nam thì ăn hết vết bỏ luôn cũng uổng phí phải. Mình không có phí. Bên Việt Nam nhiều người ăn bỏ phí. Mấy cái nhà hàng nhiều khi gọi tùm lum bao ăn đâu hết đâu mà mang về thì chẳng thấy ai mang về bao giờ. Cho nên mình á, khi ăn mình có thể mình gọi. Mình ăn hết mình đem về, hôm sau mình đi làm, ở nhà mình ăn. Nó tự nhiên á, không có gì gọi là mắc cỡ đó.
cuộc sống này nó thực tế. Uh-huh. Mình cần thì mình ăn không hết thì mình để dành. Tại vì cái này cũng là có một cái hay nữa, mình nên học việc thời gian mình nên học hỏi. Mình nên biết tận dụng và giữ lại, có nhiều khi có nhiều người họ đâu có để họ ăn đâu. Mình không ăn phí. Rồi, bây giờ trả bill. Coi hết tổng cộng là 100 mấy đồng. Bây giờ mình ăn xong rồi, bây giờ có trái bill mình để phần bà xã mình lo nha. Món bà xã mình ăn hết 47 đồng. Của mình thì hết 32 đồng, 33 đồng. Còn mấy cái ếch bịch thai này nọ, mấy đồng bạc thôi. Tổng cộng là 113 đồng, 15 đồng. Thuế má là 123, tip này nọ, trong khoảng 4. À, ok, chào cả nhà. Thank you.